Dạ, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng làm một cái clip rất là đặc biệt. Đó là về cái con Suzuki RGB này. Mình sẽ test nước, test khả năng kháng nước của con này nhé. Thì các bạn có thể thấy đây là con Suzuki vẫn đang hoạt động bình thường. Led, LED đều đầy đủ hết. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cái trường hợp đầu tiên. Đó là cái trường hợp mà các bạn chẳng hạn như đổ một cái ly nước. Mình hay dùng ly nước ở bên cạnh bàn phím á. Mình sẽ đổ vào một lượng nước rất là nhỏ thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đổ thử một cốc nước lên. Đó. Này là hơi nhiều đấy. Ví dụ như vậy nhé. Thì các bạn có thể thấy là nước chảy ra từ bàn phím rất là nhiều. Như mưa luôn. Led vẫn hoạt động bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ gõ thử. Quay sang cái laptop. Các bạn thấy là mình gõ thì chữ vẫn chạy bình thường, không bị hư hại gì cả. Nó vẫn là kêu. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem một cái trường hợp nữa. Đây là cái trường hợp này thì mình khuyến cáo các bạn là không nên thử tại nhà nhé. Đây là ví dụ mình cái bàn phím mình bẩn quá đi. Giờ mình muốn rửa luôn thì mình sẽ nhúng toàn bộ cái bàn phím này vào trong cái thau chậu nước này. Rồi. Đó. Rồi. Y như là mình đang giặt đồ luôn. Múc nước các kiểu. Các bạn có thể thấy là led nó vẫn chạy bình thường luôn, không có gì thay đổi cả. Mình thử đổi chế độ led cho các bạn xem. Đó. Vẫn rất là bình thường. Mình sẽ vẫn tiếp tục gõ cho các bạn coi ở đây cho nó trực quan. Đó, mình vẫn gõ phím rất là bình thường luôn, không hề có hiện tượng loạn hay là lag, khá là dã man. Có lẽ con này là cái con bàn phím mà mình thấy có khả năng chống nước độc nhất từ trước đến giờ mình mới thấy được đấy. Nếu mà các bạn muốn một cái con bàn phím mà có khả năng chống nước hoàn hảo thì chắc chỉ có riêng duy nhất con này thôi. Các bạn có thể mua ở link phía bên dưới, mình để lại phần mô tả, hoặc là các bạn muốn xem review chi tiết thì mình cũng có một cái clip ở để review chi tiết rồi. Các bạn có thể nhấn vào đấy. Thì giá của con này hiện tại đang khoảng là 1,1 triệu thôi và dùng switch quang học. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.